Dạ, em chào anh Hiệp ha. Dạ, em chào cô chú anh chị trên kênh LTK. Hôm nay em có lô giấy 5 màu lửa nha cô chú. Cô chú chị tức là 5 màu lửa gốc lớn nha. Thân cành lớn ha. Với lại là cẩm thạch bướm tím nha cô chú anh chị ha. Để giao lưu cùng cô chú anh chị mình, với lại là một số giấy mới như là van, gỗ van và cái bia. Để giao lưu cây số 1, cây đầu tiên là cây em giao lưu trước là cái lô 5 màu lửa nha. À, để tiện theo dõi thì em sẽ đọc số điện thoại để cô chú anh chị mình dễ theo dõi nha, và giao lưu ha. Số điện thoại em là 0907214139 ha. Rồi, cây số 1 là cây 5 màu lửa nha cô chú anh chị. Cái lô này em mới về, cây rất là đẹp nha. Gốc chuẩn, gốc lớn, tai cành lớn ha, nhưng mà có cái là màu nó chưa có gộ. 5 màu lửa thì đặc biệt hơn là 5 màu Thái là bông nó sắc nét hơn nha. Bông nó coi như là đậm hơn, sắc nét hơn và nó đẹp hơn. Đây 5 màu lửa gồm đây là màu vàng lửa nha cô chú anh chị ha. Và đây là cam lửa ha. Hai cái nó khác nhau nha. Đây, như là cam lửa nè, đây vàng lửa ha. Đây trắng lửa nha. Tím lửa ha. Và đỏ lửa đây. Ha, thật ra cái này mình cũng vừa cắt tàn thôi. Nó cũng mới vừa lên lại, mới bắt đầu bông nó mới vừa nhú lên thôi ha, chứ nó chưa gộ. Khi mà nó nở gộ lên đó thì những cái 5 màu lửa này thì nó rất là sắc nét và nó rất là đẹp ha. Nó đẹp hơn 5 màu Thái. Và nó cũng rất là mau tàn nha cô chú anh chị ha. Nó lâu tàn nha. Đây cái số 1 đầu tiên em sẽ báo cái thông số nha. Chiều cao từ cái mặt chậu lên là 1m2, cái ngang là 80 ha. Gốc cây này là 27, em vô lưu giá là 1,5 triệu, bao ship, bao nguyên ship nguyên chậu luôn ha. Lô này em về thì tương đối nó cũng nhiều, nhưng mà em lựa những cái cây nào mà nó đã có lên màu chút đỉnh á thì em sẽ like. Cô chú anh chị mình cứ hình dung khi mà nó lên bông gộ như vậy, tất cả những nhánh đều như vậy hết thì cây nó rất là đẹp nha. Và nó rất là sắc nét ha. Rồi xuống cây luôn ha. Để bên trên nó đi. Rồi cái số 2 cô chú anh chị ha. Tức là màu trắng lửa nó khác với cái màu trắng trắng tinh hồi xưa trắng trước kia cô chú. Cái này tức là những cái bộ lá nó đồng nhau, lên bông nó cũng đồng cỡ lượt với nhau ha, và nó khi mà nó tàn cũng cỡ chứ nó không có vượt, dù là có số màu trắng ở đó là nó vượt nó kia. Còn này là nó đều nhau ha. Cái này màu thì thật ra thì nó cũng chưa có kiểu như là nấy lắm. Để đây là màu vàng ha. Cái này màu cam chứ. Cam lửa ha, vàng lửa ha. À đây là trắng lửa ha. Còn đây là ví dụ là tím lửa với đỏ lửa thì nó chưa lên. Đây là cô chú anh chị ha. Đây, tím lửa, đỏ lửa ha. Những cái màu trên đây là tím lửa, đỏ lửa nha cô chú anh chị. Nhưng mà thật ra là nó chưa có gỗ, mình chưa có nhìn nó chưa có bắt mắt lắm nha. Nhưng mà cây kiển thì quan trọng là mình lựa được cái những cái màu ha và thân gốc. Rồi cây này chiều cao của nó là 1m1, ngang 80 ha, gốc này là 30, cây này giá 1,5 triệu nha, làm bao luôn cái phí ship luôn ha. À, bao luôn phí ship để nguyên chậu luôn nha. Nhưng mà cái vấn đề cái chậu có thể là sẽ bị bể, bởi vì vận chuyển đường xa nó cấn, nó có thể bị bể do chậu mũ nha. Vì có thể là mình thay chậu nha cô chú anh chị ha. Rồi 5 màu lửa nha, cái số 2 giá 1,5 triệu luôn ha. Cái này tàn nó rất là dày tàn nha cô chú anh chị. Nó chỉ chờ có cái là nó ra bông. Khi mà nó ra thì mỗi một cái đọt này nó ra bông sẽ hơn một gang tay nữa, thì cây nó rất là lớn nha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cái số 3 nha. Đây cái này là nó cũng chưa gọi là gỗ đâu ha, cái này thì nó cũng mới bắt đầu nó cũng lên thôi. Tại em những cái lô này em lựa ra những cái cây nào mà nó đại khái nó lên màu chút đỉnh đó, để mình quay để cho cô chú chị mình dễ hình dung là cái mặt bông nó như thế. Đây 5 màu lửa ha, em giới thiệu lại là màu trắng lửa, vàng lửa, cam lửa, đỏ lửa và tím lửa ha. Là những cái bộ màu này nó rất là nét nha cô chú anh chị, nó sẽ coi như là nó sáng hơn những màu Thái nha. À, phong trào hiện bây giờ nó đang chơi những cái màu mới rất là nhiều ha. Rồi cây số 3, cây này chiều cao là 1m2, ngang 80, gốc cây này là 30, cây này giá cũng 1,5 triệu luôn ha. Gốc rất là lớn nha cô chú anh chị ha. Cái này như là một cốt một rễ, đây là có cái đây rất là lớn nha. Đây có củ to ha. Rồi 1,5 triệu cây số 3 ha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cây số 4 nha cô chú anh chị. Cái màu này cũng chưa gọi là nó cũng chưa có hẳn là nó nở gộ nha. Cái này cũng còn nữa nha cô chú anh chị. Đây nghe cái màu vàng lửa với cam lửa nó khác nhau ha. Đây đây là cái bằng vàng lửa ha, đây là cam lửa nha. Rồi cái số 4, cây này chiều cao của nó là 1m, ngang 85, gốc cây là 29 nha. Cây này giá là 1,450 triệu. Cây này mặc dù là em mua trung bộ nhưng mà có cái thấy nó hơi nhỏ hơn, mình bán nó hơi nhỏ tiền là xíu, nhưng mà cái gốc cây này cũng rất là đẹp mà cô chú anh chị ha. Đó, cái củ dưới này rất là to nha. Rồi cây này 1,450 triệu cho cây số 4 nha. Em còn gu van đỏ nha, cẩm thạch. Em có một cây mai chú thủy rất là đẹp mini nha cô chú anh chị.
cẩm thạch ha, cẩm thạch dạng bonsai cũng có nha, cẩm thạch tàn lớn cũng có, bướm tím ha, với là gụ van đỏ, với cây petgo ha. Em có một số cây gốc lớn đẹp nha, rồi xuống cây luôn ha. Để xa ra đừng để gần quá nó gãy nhánh nha bác. Rồi cây số 5. Cây số 5 nha cô chú anh chị, đây đặc biệt có cái giống như cái sóng ốc ha, cái này rất củ này rất là to nha cô chú anh chị, rất là lực ha. Rồi cái này cao 1m1 nha, ngang là 80, gốc cái này là 28, cái này giá 1,5 triệu luôn nha cô chú anh chị. Cái này không phải là tàn nó nhỏ đâu, tại vì mình mới cắt tàn để cho nó ra lại, cho nó đều thôi, nó ra gộ thôi. Chứ cái này tàn cũng rất là lớn nha cô chú anh chị. Màu thì đủ 5 màu lửa nha ha. Rồi cái số 5 ha, cũng là giá 1,5 triệu luôn nha, bao cả phí ship luôn. Rồi xuống cây ha. Rồi coi gì xong rồi kia vô đi. Rồi cây số 6 nha. Cây số 6 đây có cái màu, một màu vàng lửa nó chưa có lên nha. Để em coi cho cô chú anh chị mình xem cái nhánh màu vàng lửa nha. Vàng lửa. Đây là màu trắng lửa ha, cam lửa, đỏ lửa, tím lửa. Còn vàng lửa sáng em thấy nó đây. Vàng lửa nha. Có hết chứ phải là không đâu nha. Đây, cái màu của nó là ha, cái bo người ta ghép từ cái màu vàng này ha. Đây. Vàng lửa nha. Nhưng mà nó chưa có nở nha, nhưng màu thì đủ. Cây này chiều cao của nó là 95, ngang là 90, gốc này là 26 mà này giá 1,450 nha cô chú anh chị. Hiện bây giờ nếu mà nói là cây nhỏ dạng máy thì nó đầy. Nhưng mà cây hiện giờ là cây gốc đế đẹp bự thì nó cũng hơi ít nha cô chú anh chị. Cái thứ nhất á, là hiện giờ ta ngại cái vấn đề ship đi. Ship đi bự thì nó nặng công và nó phí nó cao ha. Còn cây nhỏ thì nó nhiều lắm. Nhưng mà có cái cây nhỏ thì sức sống của nó đi xa thì nó cũng yếu ha. Còn này em để nguyên trọng nguyên đầu thì nó cũng ổn hơn nha cô chú anh chị ha. Rồi cây số 6 giá 1,450 luôn ha. Rồi xuống cây ha. Rồi cái cây này á, là nói chung á, là em quay cũng đã mấy lần rồi, là lý do có cái là do nằm nó có cái yếu điểm là nằm trong chậu đá. Có số người kêu là để cái chậu gì thì để chậu gì thì rất là khó đi để ship đi nha. Cái này em sẽ thay qua cái chậu mũ mới được, mới dễ gửi. Thứ nhất là cho nó không có bị bể, hai nữa là nó nhẹ hơn chút nha cô chú chị, chứ gì nó nặng lắm ha. Cái này là cũng là 5 màu lửa luôn nha. Cái này là cũng 5 màu lửa ha cô chú anh chị. 4 màu lửa với một màu nguyên thủy của nó chứ không phải là 5 màu lửa hết nha, xin lỗi ha. Đây 4 màu lửa với thêm một cái màu nguyên thủy của cái cây này, của cây sắc pháo ha. Gốc thường, nó có cái là gốc thường nhưng mà gốc thường thì rất là chắc nha cô chú anh chị. Nó không có đẹp quái nhưng mà có cái là gốc nó rất là dài, rất là chắc, nó bền nha. Cây này chiều cao của nó là 1,5m, ngang 85, gốc này là 27, cái này em vô lưu giá 1,8 triệu. Em cũng nhắc lại lần nữa là cái này mà khi mà ship đi á, em sẽ bỏ qua cái chậu mũ nha. Còn nếu mà ai gần đi đường xe được thì có thể là em sẽ giao nguyên chậu nếu mà đường xe gần nha cô chú chị ha. Đó, còn cái vấn đề mà nếu mà đi xa để nguyên chậu này thì em không để được nha cô chú chị mình thông cảm. Rồi xuống cây luôn ha, để dưới đi. Rồi cái số 8 nha. Cái số 8 là cây này là cây điệp hồng nha. Em có hai cây điệp hồng với cây điệp cam cô chú anh chị. Lô vừa rồi em cũng nhiều cho nên là những cây này nó mới lên màu sau, em sẽ quay sau. Cây này tán đều rồi nè. Cái này chiều cao là 1m4, ngang là 1m, gốc này là 20 nha cô chú anh chị. Cái này em báo giá là 900 ngàn bao cả phí ship. Cây này nó có một cái khuyết điểm, tức là khi mình buộc dây ngay đây nó bị cấn dây thôi, nó chạy thôi chứ đây nè, nó vẫn còn xanh tốt bình thường nha cô chú anh chị, không sao, cái này nó khô ha. Nhưng mà lúc đó mình buộc dây ngang chớ này cho nên nó bị chóc cái da đó thôi. Cái khuyết điểm xíu như cho nên là bán rẻ lại tí, 900 ngàn bao gồm phí ship luôn nghe cô chú anh chị. Đây cây điệp hồng nha. Cây điệp hồng màu bông rất là đẹp ha. Cái này khi mà tàn nó nhiều, nó dày ra thì bông nó rất là đẹp mà cô chú chị. Cái này rất là sai bông nha, dễ bông ha. Có cái là một cốt thì nó về mình phải căn chỉnh lại vô chậu đá cố định lại thì nó đẹp ha cô chú anh chị. Đây ha, rất là đẹp. Cây điệp hồng 900 ngàn số 8 ha. Số cây luôn ha. Rồi cây điệp cam. Cây điệp cam số 9. Cây điệp cam số 9, cây này chiều cao của nó là 1m4, ngang 1m1 nha. Gốc cây này là 17 nha cô chú anh chị, cây này giá 1 triệu ha. Cây này thì nó không có, nó liền lạc, nó không có lỗi nha. Nó liền lạc hết.
Cây kia thì nói chung là cũng gốc đế nó lớn hơn nhưng mà lỗ chút xíu thôi, chứ em bán hỗ trợ lại luôn. Giá 900.000. Còn cái này là 1 triệu ha, cây đẹp cam. Rồi cái số 9 ha, giá 1 triệu ha. Rồi cây số 10 nha cô chú anh chị, cây số 10 là cây tím tuyết cẩm thạch ha. Cây này là chiều cao của nó là 1m3, ngang 75, gốc 20, cái này giá 1 triệu 2 ha. Cây này á, thật ra là những cái dạng xuyên sai bông á, nó siêu bông á, là nó rất là khó làm tàn. Bởi vì nó không có ra lá, không ra tược nhiều. Nó hết bông này mình lặt cái là nó ra bông tiếp, cho nên cái tàn nó hơi chậm nha cô chú anh chị. Nó tàn nó hơi chậm lớn nha. Tại vì nó là gọi là dạng siêu bông, cho nên mấy cây siêu bông thì làm tàn này rất là lâu. Rồi cái số 10 cây này giá là 1 triệu 2 nha cô chú anh chị. Cái này á, là hết mình cứ lặt bông rồi nó ra bông tiếp ha. Rồi xuống cây luôn ha. Còn như cái dạng cẩm thạch á, thì dạng như những dạng cây này cái tàn mỗi lần nó ra hết đợt bông, cái nó ra một cái tược là hơn một gang tay, nó ra rất là nhiều, cho nên cái tàn nó rất là mau lớn, rất là đầy tàn mau như cô chú chị. Còn những cây mà siêu bông á, thì cái tàn nó hơi lâu, hơi khó làm tàn xíu. Cây này ra chiều cao của nó là 1m1, ngang 80, gốc cây này là 31, cây này giá 950.000 cô chú chị. Tại cái này chậu nó rất là nặng nha, để nguyên cái chậu này nó nặng lắm và nó cũng cao ha. Rồi cái số 11 giá 950.000 luôn hai cây cẩm thạch nha. Rồi tới cây cẩm thạch, em có cây 12, 13 là dạng gốc bonsai rất là đẹp mà cô chú anh chị. Cẩm thạch ha. Cái đế của nó từ mặt chậu lên trên hai gang tay nha cô chú anh chị ha, trên hai gang tay. Gốc đế rất là già ha. Đây, gốc đế rất là già đẹp nha cô chú anh chị. Rồi cái cây số 12 này chiều cao của nó từ mặt chậu lên là 90 ha, ngang là 50, gốc cây này là 25, cây này em vô lưu giá là 800.000. Kiểu này dạng như cái kiểu bonsai cho nên là mình không có để tàn tự do, cho nên mình cắt hoài ha, cắt nó hơi nhỏ, cắt để cho nó lùng và nó gùng lại cho nhánh nó to và dày hơn thôi nha cô chú anh chị. Còn nếu mà chưa tàn thì cứ để cho nó phát triển tự nhiên. Rồi cái số 12 800.000 là bao ship luôn ha. Rồi cây số 13, cây này đặc biệt cái bộ cái đế rất là đẹp, cái gốc rất là đẹp nha cô chú chị. Gốc gần như là giống như đặc luôn nha. Đây. Nhìn đây bề ngoài này nó rất là đẹp nha cô chú anh chị. Nó rất là già ha. Cũng từ cái này lên là trên hai gang tay, từ cái mặt chậu lên tới trên cái thân này trên hai gang tay nha cô chú anh chị. Cái bộ đế của nó rất là đẹp. Cây này chiều cao của nó là 75, ngang 50, gốc cái này là 29, cái này cũng đồng giá là 800.000 luôn nha. 800.000 là bao gồm phí ship hết luôn ha. À, cô chú anh chị mình là cứ thoải mái lựa chọn ha. Khi mà đã quyết định chốt được cây nào rồi cho em chính xác thì cây thì em xuống cây luôn đi tại đây. Cây thì em sẽ bao là giao đúng cây ha. Và bao sống, bao ship. Rồi, cây số 14 nha, lô này em còn 3 cây hết luôn nha cô chú anh chị. Tại vì là em quay tượng trưng nhiều khi là vài cây, còn nếu mà ai có mua số lượng thì em sẽ chụp và quay thêm những cái lô còn lại ha. Cây số 14, cây này chiều cao là 70, ngang 65, gốc cây này là 16 ha. Cái này là giá 600.000. Cây này có cái gốc nó cũng hơi chày nha cô chú anh chị, nhưng mà mấy cái này thì không có ảnh hưởng gì hết ha. Tại vì này nó còn nguyên. Rồi 600.000 cho cây 14 đang ra bông rất là nhiều nha, cái này dạng bonsai trên dĩa ha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cây 15 nha cô chú anh chị. Cây 15. Cây này chiều cao là 65, ngang 60 luôn, gốc cây này cũng là 18, cây này cũng giá 600.000 luôn. Màu bông rất là đẹp nha cô chú anh chị, rất là sáng ha. Rồi cây 15 giá 600.000, xuống cây luôn ha. Rồi cây 16 nha. Cây 16 là cây này chiều cao của nó là 65 luôn, ngang là 70, gốc cây này là 16, cây này giá cũng 600.000 luôn. Đang cổ bông rất là đẹp nha cô chú anh chị. Rất là dễ bông ha. Cái này nó hết tàn được bông này nó sẽ ra được bông khác, rất là dễ bông. Rồi cây 16 cây cẩm thạch ha. Cây cẩm thạch. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi tới cây 17 là cây gụ van nha cô chú anh chị. Cây gụ van với cây betgo nó hơi tương đối, nó hơi giống giống nhau nha. Rồi cây số 17, cây này chiều cao của nó là 70, ngang 60, gốc cây này là 30 ha.
Rồi cây này là giá là 1,1 triệu nha cô chú anh chị. Cây này đế gốc rất là già ha, già quái luôn nha cô chú anh chị. Đây, gốc đế rất là to ha. À, rất to và rất là già nha. Cái này là dạng bonsai, về có thể là mình chỉnh sửa theo ý của mình nha cô chú anh chị. Tại lúc này nó cũng mới ra được vài cái đọt thôi ha. Rồi mình xuống cây luôn ha. Cái này cũng là cây Betgo luôn nha. Cây Betgo số 18. Cái màu Betgo thì nó tương đối, nó hơi sắc hơn, nó hơi đậm hơn. Và cái lá nó hơi bầu hơn nha cô chú chị. Còn cây gũ van thì lá nó hơi nhọn dài hơn nha. Nó không có cái độ bầu gì nha. Ha. Với là cái màu của nó cũng không có sắc bằng đậm bằng cái này. Rồi cây này chiều cao của nó từ mặt chậu lên là 80, ngang 60, gốc là 31 nha cô chú chị. Đây em nó sẽ nói đo vị trí cái quan điểm của em đo ha. Tức là mình không đo vị trí trên này, giờ cũng không đo vị trí lớn như này, mình đo sát cũ này ha. Rồi, cái này là vị trí này là 31, cái này với giá là 1,1 triệu luôn nha. 1,1 triệu ha. Rồi. Cái này rất là đẹp nha cô chú anh chị ha. Cái này cũng là Betgo luôn nha. Cây 19 ha, cây này chiều cao của nó là 70, ngang 60 ha. À, gốc cây này là 37, cây này giá là 1,1 triệu luôn. Đây, cây này cái đế gốc rất là dài, đẹp mà cô chú anh chị, quái luôn ha. Thật ra cái phôi gì rồi em bán phôi cũng tầm giá 1 triệu rồi nha cô chú. Phôi clip gọi có bán, tại vì những cái phôi em giao lưu là nguyên lô. Dù còn cái nào ấy là em sẽ ghép lại nha. Đây, cây này là tàn nó rất là dày cô chú anh chị, tại vì mình mới cắt thôi. Nè, cái này là bắt đầu nó đang sẽ ra hết nha. Những cái dạng này là dạng siêu bông, nó rất là dễ bông, đọt nào cũng sẽ ra hết nha. Cái này là Betgo luôn ha. Rồi 1,1 triệu luôn cho cây số 19 nha. Rồi xuống cây ha. Rồi cây 20 nha. À, cây 20 cái này chiều cao cũng là 55, ngang là 50, gốc cái này 18, cái này giá là 500.000 bao ship luôn. À, siêu bông nha cô chú anh chị. Rất là dễ bông, cây số 20 giá 500.000. Rồi cây bướm tím số 21 ha, em có hai cây bướm tím. Cây này chiều cao của nó là 95, ngang là 75, gốc cây này là 15, cây này giá 850.000. Cây bướm tím rất là sung cây nha cô chú chị, đang ra nụ nở bông rất là nhiều ha. Cái gốc cái thân của nó hơi nhỏ nhưng mà đế nó rất là già nha cô chú anh chị, đế rất là già ha. Đế cũng quá già nha. Đây đặc biệt có cái là cây này nó rất là đẹp nha cô chú, rất là tốt bông. Đây, đang ra bông, sai bông rất là nhiều, vì dễ bông ha. Đó, nó vừa nở vừa nụ rất là nhiều. Rồi cây số 21 giá 850.000 nha cô chú anh chị. Rồi tới cây số 22. Cây số 22 cũng là cây bướm tím luôn. Cây này nó cũng chưa có kính tàn lắm. Lý do là bông nó chưa có nở gọn nha cô chú anh chị. Nhưng thật ra là cái này nó đang búp đều cây hết nha. Rồi cây này chiều cao của nó là 75, ngang 75 luôn, gốc cây này là 20, cây này giá 600.000 nha cô chú anh chị. 600.000 ha. Rồi 600.000 cho cây số 22 ha, cây bướm tím luôn nha. Rồi cây 3 ấy, cây 23 cũng là cây Betgo luôn ha. Cái này chiều cao của nó là 1m2, ngang 80, gốc cái này là 18, giá cái này 700.000 nha cô chú anh chị. 700.000, cây này bông nó rất là đẹp nha, rất là xiên bông. Rồi cây số 23 giá 700.000 ha. Cái này em cũng mới vừa thay chậu phân còn mới nha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cây 24 là cây hầm gân nha cô chú anh chị. Cây 24 là cây hầm gân. Cây này chiều cao từ mặt chậu lên tới trên cái chóp đọt trên đây ha là 1m3, ngang là 90, gốc cây này là 21, cây này giá là 650.000 nha cô chú anh chị. Thật ra nói là cái giá 650.000 mình nói thì nó ấy, nhưng mà nó cái phí ship nha cô chú chị cũng rất là nhiều. Tại cái cây này chiều cao của nó nghiêng cái từ cái mặt chậu lên là 1m3. Nếu mà gửi đi là gửi nguyên chậu này nữa thì cây này sẽ trên 1m5. Và cái tán ngang và chiều cao của nó cũng rất là lớn nha. Cho nên là cái phí ship nó cũng cao ha. Cây số 24 cái này giá 650.000 cây hồng gân nha cô chú anh chị. Rồi xuống cây luôn ha. Cây mai chiếu thủy nha cô chú anh chị. Thật ra là em chỉ còn có một cây cho nên hơi khó bán nha. À, cho nên là bán giá cây này á,
nó rất là già cây nha cô chú anh chị. Cây này chiều cao của nó là 45 ngang 45 luôn, gốc cây này 13, cây này giá 400 ngàn. Đây, thật ra mình có con cây mình không có đầu tư cho nó, tức là mình không có thay cái chậu cho nó đúng tầm của nó ha, chứ là cũng chưa cắt tỉa. Đây, những cái tàn này nó dư nè, những nhánh này nhánh phượt dư nè, mình cắt cái này ha. Đó, rồi này mình chỉ sửa những cái tai chi này thôi, cây này rất là đẹp mà cô chú chị, cắt bớt những nhánh dâm bỏ nha. Đây là có 3 4 cái chồi này nó không đúng cách của nó nè. Thì thế là mình cắt ha. Tại em không có chậu, không có đồ cho nên mình không có đầu tư vô sửa cho nó. Giá 400 ngàn cho cây mai chú thủy nha cô chú anh chị. Mini rất là đẹp, rất là nhiều bông nha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi, cây số 26 nha, là cây tím lửa nha cô chú anh chị. Cây tím lửa, cây số 26, cây này chiều cao 75, ngang là 1m, gốc cây này là 26. Cây này giá 600 ngàn. Giá 600 ngàn cho cây tím lửa nha cô chú anh chị. Đó, cây này là nói chung cũng bông nó rất là lâu tàn ha. Nha cô chú anh chị. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi em còn hai cây cuối clip luôn nha, hai cây cuối clip là hai cây Betgo luôn ha. Hai cây Betgo này là nó đã qua một thời kỳ hết thời kỳ bông, em mới vừa cắt tàn lại, nó đang ra nụ nha cô chú anh chị. Những cái đọt này ra là nụ không, những cái dạng này là siêu bông cô chú anh chị mình yên tâm. Những cái dòng siêu bông thì nó lâu làm tàn lắm, được cái tàn tròn gì nó rất là lâu, nhưng mà bông thì nó rất là dễ bông, cho nên nó cứ ra đọt mới là nó ra bông, cho nên nó không có phát triển cái tàn gì nó chậm hơn ha. Cho nên là nhìn nói về mặt bông thì cô chú chị mình đừng có sợ là nó không, nó chậm bông, nuôi tàn nó hơi lâu thôi. Đây còn cốt cành thì rất là đẹp rồi, còn cái thân đây, thân đế thì quá đẹp nha cô chú anh chị. Đây nó rất là già, cô chú anh chị mình thấy gân guốc nhìn ha, cây rất là già, gốc đẹp nha. Cây 27, cái này chiều cao từ mặt chậu lên là 60, ngang là 50 nha, tán ngang là 50 ha. Gốc cái này là 25 vị trí, trên này còn cái củ này rất là lớn nha cô chú anh chị. Cái này em giao lưu giá là 1 triệu luôn, cái Betgo ha. Cái này em xin nói với cô chú chị nghe, cái này là nó do ghép ban đầu nó không dính nha, có thể gì mình cắt xác này bỏ không được ha. Cái này nó rớt từ đầu. Rồi cây số 27 xuống cây luôn ha. Giá 1 triệu là bao ship luôn nghe cô chú chị. Rồi cây 28, cái này là cây cuối clip nha. Rồi cây cuối clip luôn ha. Cây này thì cũng giống như một cây kia, cũng vừa cắt tàn cùng một lúc ha, cũng đang ra nụ luôn. Đang ca nụ, cây này là khoảng 15 ngày nữa là nó gỗ rất là đẹp nha cô chú chị. Tại vì những cái đọt này là đang ca nụ hết ha. Rồi đế đấm thì cây nào cũng giống nhau, cây này cây nào cũng đang rất là đẹp, cây mỗi một cây có một cái vẻ đẹp khác nhau. Dạng bonsai thì mỗi người có một cách nhìn ha, nhưng mà gốc đặc biệt con cái gốc già lớn ha. Cây 28, cây này là chiều cao nó là 70, ngang 50, gốc này là 27. Cây này giá 1 triệu luôn nha cô chú anh chị. Rồi 1 triệu bao gồm phí ship luôn ha. Rồi cây Betgo số 28 là cũng kết thúc của clip này hôm nay ha cô chú anh chị ha. Và cũng cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em trong thời gian vừa qua ha. Và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong clip sau. Yeah.